tài trợ, cho nên anh em mới vừa đi trở về đây, vừa đi nhờ hỗ trợ để khiêng cái thùng cá xuống để phân phát cho anh chị em. Cảm ơn tấm lòng của anh Phát rất nhiều. Ca sĩ Châu Nhuận Phát tài trợ cá. Cút, ha ha. Cút, ha ha. Còn dính lại cục rồi. Cá ngon lắm nha mọi người ơi. Cá này ta gọi là cá phèn nè. Wow. Cái này làm ướp xả ha, rồi để dành phải chiên lên. Mình lo. Tối nay là ướp xả và chiên không? Con cá to quá. Kiếm cho con học chục con à rồi coi như ký này vậy giờ trả tiếp không đang nói chuyện là bây xin hai trăm ký gạo này bỏ chấp nhà đi trời ơi. Ô thịt nóng luôn á nghe bà con, bà con ơi thịt nóng hổi luôn á, tại vì chở ngoài nắng vô. Cả nhà ơi, đây là đạo diễn Pony Trung đang ngồi và bỏ cá khô. Cá nục. Rất là hôi cho nên phải đeo bao tay vô cho nó hôi lắm. Cho nên phải đeo bao tay rồi đeo khẩu trang nữa. Còn Kim Song Loan đang cắt xả. Bốn chục ký hai thùng cá quý vị. Đây là phần quà. Đây phần quà là phần quà của anh chủ tịch Hoa Lan Ngô Bình Kỳ ở Cần Thơ đây. Phần quà của anh chủ tịch Hoa Lan ở Cần Thơ. Bởi vậy. Thôi bây giờ nè, về không mình đổ ra đây mình mở nước mình xịt ra luôn. Thầy biết rồi. Quý vị ơi, đó quý vị thấy nè, bây giờ rau xuống nhưng mà rau chưa xử lý hết trơn, và bây giờ để tranh thủ những anh chị đi trước chắc có lẽ là sẽ được rồi sớm, mà quý vị nào nhận trước á vui lòng rửa giùm, giúp giùm đi, hỗ trợ giúp giùm đi, chứ bây giờ không kịp rồi, đã trưa 11 giờ trưa, 11 giờ rưỡi rồi. Đầu bắp. Đứng lên đây lấy đầu đưa ra phụ huynh. Thầy để ngoài luôn nha. Để đại ngoài. Dạ hai cái đổ xuống đường luôn mình. Để cho cái nào bỏ. Đây là phần quà của 500 ký rau củ của anh chủ tịch Hoa Lan đột biến Cần Thơ, Phong Điền Cần Thơ, Ngô Bình Trị hỗ trợ trong ngày qua. Bia quá vậy ta, bia dữ vậy, ngày nay kiếm phim luôn đi anh. Rồi mình vô sâu chút xíu ha, anh cảm ơn. Thêm cái rổ, xin chân thành cảm ơn anh Ngô Bình Trị, chị Quyên ở trên kho để xếp sự hỗ trợ cho anh em. Xin chân thành cảm ơn đã hỗ trợ để góp thêm những phần quà để gửi đến quý vị và bà con. Anh Ngô Bình Trị đó là chủ tịch Hoa Lan, Hoa Lan đột biến ở thành phố Cần Thơ, để hỗ trợ cho 500 ký rau củ này. Xin cảm ơn sếp Phan Thắng, xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà
do cái này là hàng nguyên si, hàng mới trồng, cho nên là bây giờ là về là phải xử lý lại, nhưng mà bây giờ ekip không kịp xử lý, cho nên quý vị chắc tạm thời vui lòng hỗ trợ giúp giùm anh em sẽ cố gắng là sớm nhất để cho nên gửi quý vị đây. Thu đủ nữa hả? Đậu quá tuyệt vời vậy. Cái gì? Muối với đề can gì phải không? Muối đề can với rồi cái bỏ qua đó đi. Rồi lấy quà về tiếp nha. Rồi cảm ơn em. Rồi. Lớn tuần sau em. Đúng rồi. Tiền ơi. Mỗi người một tay đang phụ cái cá của anh mua vụ khác nè cá ba thú. Cá ba thú hả? Cá ba thú. Cá ba thú của anh mua vụ khác về nè. Okay. Sao cái thùng giống như để ngược mà ở dưới bị ấy vậy? Ngược. Nắp ở dưới. Ai biết đâu sao nó bung nè. Cái gái đi, cái đi không sao đâu. À cá ba thú. Cái này là cá ba thú. Bún thì cá ngân, cá nục mà. Đây, cá con khác đây. Đây, thùng cá của anh ngon những khác này cả nhà ơi. Này bị muối ít đá nè. Muối đá nè đem đóng làm liền bỏ vô trong tủ đông. Em mở ra. Bây giờ đưa coi cái nào chọn ra đưa ngoài đó đi rồi chị sắp xếp bỏ lên xe cũng được. Đúng không? Được. Biết thì coi coi lon con 10 phần để sắp xếp sao giùm nè. Hai này hai kia phải không? Rồi, hai đầu bắp hai gì đó. Hai đầu bắp hai chị đây chị Nguyễn Hiền ha. Ba chị đợi xíu để chưa bây giờ lại chắc tôi xin đây của chị là cái gì của chị con bò này ha. Ờ, của em năm mươi chị làm chia ra giùm em đi ha. Anh tên gì anh có danh sách chưa? Dạ không có. Dạ, đây phát cho danh sách. Để đồ nặng ở dưới, là lấy đầu bắp lên bỏ cô gái xuống. Sao em mày à? Quay lại em ơi. Ghé lên gì gái đẹp. Hên quá. Xui. Đây chị lại lấy cho chị. Dạ đăng ký 10 phần thôi. 4 bịch á. Chị em sẽ cho chị thêm 5 bịch cá nữa chị về chị cố gắng chia giùm em đi ha. Dạ. Cho 5 bịch cá đi, bà lấy 5 bịch cá đi. Chị cho đây 5 bịch cá đi. Đây là cũng kinh nghiệm còn con cái chứa nè. Rau mướp đậu bắp anh em đang vô. Rau mướp đậu bắp đây, nãy giờ vô rồi nó sạch sẽ được tí xíu. À, ngày mai tiếp tục phát rau. Này là đậu bắp. Đậu bắp mướp. Này là mì gói. Đó. Này gạo, ngày mai tiếp tục có một tấn gạo nữa. Rau củ quả gì nữa? Khoai lang. Khoai lang. Đây vẫn đậu bắp. Đậu bắp và cuối cùng vẫn là đậu bắp. Lựa lắm rồi, lựa thật lắm rồi, nãy giờ lựa là nào hư để ngoài bỏ ngoài bớt rồi. Điện cho bà chị. Nghe nói chị quay luôn nè, giờ quay thiệt nè. Đúng rồi, quay thiệt luôn. Đúng rồi, bà nói đi, nói lên, nói. Thôi, bắt cỡ. Làm cho chị đi làm. Là 200 phòng. Ghê chị. Hơn nữa, nếu mà tính việc của em không á, là phải 700 phòng giỏi. Lấy chai xịt khuẩn cho, lấy chai xịt khuẩn dẫn. Là 200 cái. 200 phòng phải xịt 200 cái mới được. Bên khu chùa Từ Thiết. Bên hông chùa đó, chùa lịch rồi biết rồi. Có cái ông em của ông Tuấn Vũ đó đúng không? À, ông cha Tuấn gì quên nè. Quay luôn. Đây là anh công an ở phường 1 quận 8. Rất là nhiệt tình. Tới lấy rau để cho các bà con khổ ở khu cách ly. Hiện nay các bà con ở khu cách ly là không đi đâu được hết. Anh rất là nhiệt tình để lấy rau tới cung cấp cho bà con. Cảm ơn nhiều, cảm ơn mấy nhà hảo tâm rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em đi nha. Rồi, cảm ơn Lộc nhiều ha. Rồi, chào Lộc.